Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin trình bày kỹ thuật đánh muỗng để cho những ai muốn học đánh muỗng theo kiểu do tôi sáng chế ra, tức là phát triển nhiều hơn. Đây là một kỹ thuật được nhập vào Việt Nam cách đây khoảng 70 năm. Tôi học được đánh muỗng là ở bên Việt Nam. Cái này cũng gần 60 năm. Thì bây giờ đó, tôi lựa hai cái muỗng, bẻ cho nó hơi cong vào như thế này, để cho hai cái muỗng đối với nhau, ngón tay trỏ để vào chính giữa hai cái cán và nâng lên để cho hai cái muỗng cách nhau khoảng 2.5 ly, và phải nắm chặt cho hai cái muỗng đừng có đụng đậy. Nếu bây giờ cho hai muỗng đụng như thế này thì không kêu gì hết, mà nếu cao quá thì nó cũng không kêu. Phải là 2.5 ly, và phải bẻ cong như thế này để cho có âm thanh, nó có cái cao độ nhiều hơn. Đây là kỹ thuật đầu tiên, đánh theo nhịp 2. Và đánh thứ nhất là đánh trên đùi, sau đó gõ lên trên tai, gọi là, tôi cho là đánh nhịp 2 gọi là đùi tai. Đùi, tai, đùi, tai, đùi, tai, đùi, tai, đùi, tai, càng ngày càng mau. Đùi, tai, đùi, tai, đùi, tai, đùi, tai, đùi, tai. Bây giờ đánh thành nhịp 3. Dùng ngón tay giữa và ngón tay cái. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Sau đó đánh ba ngón tay thêm ngón tay trỏ vào. Thêm ngón tay áp út, bốn ngón tay. Sau đó thêm ngón tay út là năm ngón tay. Thay đổi vị trí của cái muỗng để cho tạo thành những cái âm thanh khác nhau. Trở lại vị trí cũ. Khẩy lên trên năm ngón tay. Quật cái lòng bàn tay vào bên trong. Đánh dưới ngón tay trỏ và ngón tay cái. Kéo lên trên lưng của ngón tay trỏ. Đẩy lên trên xương ngón tay trỏ và ngón tay cái. Kéo lên trên lưng của bàn tay. Kéo lên trên hết cánh tay. Kỹ thuật này tôi đặt tên là cạo gió. Người nào trúng gió thì tay sẽ bầm. Sau đó đánh vào cái miệng, dùng cái miệng để mà tạo thành những cái cao độ khác nhau.
để vào bàn tay vào. Bánh gì thiệt mau. Ông nói khác. Có thể đánh thành bài bản thế cho những cái đường organ hay đường sante. Bây giờ tôi đánh bài xà phái với cái một cặp muỗng. Vì vậy các bạn đều có thể thấy rằng với một cặp muỗng chúng ta có thể đánh tùy hứng và có thể đệm cho bất cứ một cái loại nhạc nào, từ nhạc cổ truyền, dân ca cho tới tân nhạc và nhạc đương đại. Xin chào các bạn.